cái gói thứ hai là bắt đầu nó đau. Dạ. Nó đau nhức mỏi không muốn đâu rồi. Cứ đến giờ nó phải ngủ rồi. Bây giờ sao máu phải sao máu rồi ngủ rất dậy nó này. À dạ. Cắn cơ cắn cái này mà đi không nổi. À dạ. Đúng rồi. Bây giờ mà đi ăn nhậu mà ngồi một tí, nếu mà ngồi bàn thì ngồi lâu. Dạ. Ngồi người xổm xuống nền mà thôi rồi. Ngồi một tí thôi đứng dậy đi. Thì hiện tại đang uống hộp thứ ba. À đúng rồi, hộp thứ ba hay gói thứ ba? Hộp thứ ba. À hộp thứ ba. À, những ngày đầu thì nó hơi bị phải hộp này không, một hộp này tới 10 gói nữa à. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi tức là hộp thứ ba. À, cái liều lượng là anh uống mỗi ngày một gói hay là sao? Hai ngày. À hai ngày tức là ngày uống ngày 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 uống vào buổi sáng. Anh pha với nước nóng hay là pha với nguội? Nước nguội. Dạ đúng rồi. Rồi thì chúc mừng cho anh Chính á. Hôm nay anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn không? Thì nó khỏe hơn. Khỏe hơn đúng không? Dạ rồi. Rồi. À, cảm